Đức Phật trước khi tu khổ hạnh ép sát hay là sau này tìm ra con đường trung đạo thì cũng không thể phủ nhận rằng thời trẻ Ngài là một con người hoàn hảo. Văn võ song toàn vừa tinh thông tri thức và cả võ nghệ vừa phát triển cả tâm hồn và thể xác. Thì tại sao về sau việc đào tạo tăng ni lại không đi theo hướng phát triển bản thân như vậy? Ý của con là trước khi chuyên sâu tu hành giáo lý Phật pháp, thì trước tiên đào tạo một vị tăng ni tinh thông kim cổ, hiểu biết về văn học cho đến triết học rồi giỏi luôn cả những lĩnh vực mà có thể giúp ích cho Phật tử. Ví dụ như nhiều vị sư thầy có chuyên môn tâm lý học hay giáo dục để thuận tiện cho việc làm Phật sự dễ tiếp cận với số đông hơn. À, nó có hai việc, nó có hai việc. Thứ nhất. là mình không nên so sánh mình với người khác cụ thể ở đây là không nên so sánh mình với Đức Phật ừ. à, sẽ nói hai việc đó là gì Đức Thế Tôn là một vị Chánh đẳng giác ngài được xem như là hoàn hảo Ngài được xem như là hoàn hảo Mà chính bởi vì như vậy đó Ngài không thể có bất kỳ một cái yếu điểm nào Để người ta có thể nhắm vào đó mà người ta chỉ trích Ngài Đức Thế Tôn được sanh vào gia đình à, hoàng tộc nha. À, chỉ là bởi vì xã hội lúc bây giờ đó Xem á, cái dòng tộc mà chiến sĩ đó, À, là cái là cao thượng nhất nha là cao thượng nhất nhưng mà nói như vậy thì không lẽ bây giờ là mình phải xuất thân từ hoàng tộc mình mới được tu hay sao thấy chưa mà lý do ngài xuất thân từ hoàng tộc á à, là bởi vì ngài khi mà ngài xuất thân từ những tầng lớp khác thì nó thấp hơn và nếu như ngài xuất thân từ những tầng lớp thấp á người ta sẽ nói do ngài khổ cho nên ngài, à, ngài kiếm ăn không đủ ăn cho nên cho nên ngài mới đi tu cho nên ngài phải xuất thân từ tầng lớp cao thượng nhất để người ta thấy á, ngài có cái gì cũng có hết trơn á, mà ngài bỏ được người ta mới phục người ta mới phục nha tương tự như vậy sức khỏe của ngài là đứng đầu đứng đầu nhân loại nha ai có đọc chú giải thì biết sức khỏe của ngài đứng đầu nhân loại cho nên người ta sẽ không tìm thấy ở Đức Thế Tôn bất kỳ một điểm yếu nào. À, do Ngài là một vị chánh đẳng giác, cho nên á, Ngài phải hoàn hảo tất cả mọi thứ. Ngài phải hoàn hảo tất cả mọi thứ. Nhưng mà những người khác thì không cần như vậy. Bởi vì nếu như anh muốn hoàn hảo để anh thành một vị chánh đẳng giác. Á, anh phải bỏ ra 20 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Tức là gì? À, mình một kiếp trái đất là xem như là một đơn vị. Tức là tuổi thọ một kiếp là xem như một đơn một kiếp trái đất xem như một đơn vị ha. Mà mình phải tu cho đến từ khi trái đất hình thành cho đến khi trái đất mà diệt đi là mình tu được một đơn vị đại kiếp mà mình mà một a tăng kỳ kiếp á là một con số 1 và 140 con số 0 ở đằng sau. Và 20 lần con số như vậy mới có thể tạo ra một con người hoàn hảo như vậy. Chúng ta không có thời gian. Và hầu hết tuyệt đại đa số chúng sanh không có nghị lực tới như vậy. Cho nên á, cái khi mà đức trong tăng chi bộ kinh đức thế tôn có nói là ta không thấy người bằng ta chứ đừng nói hơn ta nha ờ, thành thử mình so với ngài thì tại sao mình khờ như vậy ngài là một con người hoàn hảo tại sao mình phải đòi hoàn hảo được như ngài mình làm nó mình tu không nổi như vậy ừ. chính bởi vì ngài hoàn hảo như vậy đó cái trí của ngài rất là nhanh khi chưa xuất gia cái thế học của ngài đó, trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi trong khoảng thời gian rất là ngắn thôi thì những vị thầy mà dạy cho ngài đó họ không có cái gì để dạy ngài nữa hết nha còn mình ý mình học toàn bộ những cái đó, đó. thời gian ở đâu ra Xin nói một cái cái như vậy để quý vị dễ hình dung. À, khi mà sư học khi sư học kinh ấy, khi sư học kinh tụng một cái đoạn bốn dòng, một cái đoạn bốn dòng bốn dòng nha. À, một đoạn kinh bốn dòng sư học thuộc trong dòng khoảng 3 ngày, nếu khó có thể kéo lên tới 1 tuần. 4 dòng mà một vị ngài Tam tạng pháp sư ngài Tam tạng ở Miến Một ngày Một ngày nếu suy nhớ thứ nhớ bữa có hỏi ngài ngài nói, trong vòng 1 ngày trong vòng 1 ngày á ngài học là 4 tờ A4. Ngài học 4 trang trong khi một tuần mình học được có bốn dòng thôi ngày một tuần ngày một ngày ngày học bốn trang cho nên người với người sao không được người với người sao không nổi nha ờ... À... thành thử đức thế tôn ngài thông thuộc hết à, hơn nữa một cái chuyện như thế này một chuyện như thế này ngài có túc mạng minh khi ngài trứng khi mà ngài chứng thành quả vị chế tản giác toàn bộ những cái ngài có là kinh nghiệm từ vô số kiếp của ngài ví dụ như về nông nghiệp đúng không ngài có vô số kiếp ngài làm nông dân cho nên là kinh nghiệm của ngài là chúng sanh chịu không nói ừ. rồi nói về binh nói về cái binh đao chiến trận ngài có vô số kiếp ngài làm ngài làm lính ngài làm tướng ngài làm vua cho nên là chúng sanh so ngài không nổi, nhưng mà đó là ngài có được cái túc mạng minh nha túc mạng minh sanh tử minh túc mạng minh ngài biết được hết ngài biết được hết không những ngài thấy mình mà ngài thấy được cả chúng sanh khác mình lấy cái gì mình so mình lấy cái gì mình so đó là cái thứ nhất mình không có dạy gì mình đi mình so với đức thế tôn hết trơn á cái thứ hai là toàn bộ những cái đó không giúp ích gì cho công việc giải thoát giác ngộ mà đó là bổn phận của những vị tu sĩ. Nói nghe, quý vị nghe, quý vị sốc chứ. Cái chuyện mà đông đảo đồ chúng á nhiều đệ tử á trong con mắt các bậc thánh đó là chuyện không cần thiết. Nha những có phà mình mới ham thôi Phàm mới ham Các ngài độ ai là các ngài độ tới nơi tới chốn Giống như mình Mình ôm một đống như vậy đó Mình chỉ có số lượng chứ không có chất lượng Một tỷ chúng sanh đi theo mình Một tỷ chúng sanh đi theo mình Mà không có ai giác ngộ không bằng một mình mình không có một tỷ đồ chúng mà mình tu hành đi đến sự giác ngộ nhớ dùm cái chuyện đó Ờ à, tại vì cái cái việc mà chứng chứng đạo quả nó quan trọng lắm nó quan trọng lắm còn ba cái chuyện mà tinh thông uh, nó không cần thiết rồi quý vị muốn học á mất bao lâu mất bao lâu để mà mình học xong mấy cái thứ đó trong khi đó thời gian của mỗi người không có nhiều thật sự mà nói nếu mình mình chịu tu á ngay cả những lời dạy của Đức Thế Tôn á, mình học còn không hết. Rồi sau khi học xong á, cái thời gian để mình thực hành ấy, mình còn không có đủ để mình thực hành. Tức là chỉ riêng cái việc mà học những lời dạy Đức Thế Tôn và thực hành những lời dạy Đức Thế Tôn, mình đã không có thời gian. Đối với người thực sự nghiêm túc, thì mình lấy đâu ra thời gian để mình học những thứ khác. chưa kể theo luật bây giờ sư lôi luật ra sư nói chuyện này theo luật một vị tỳ kheo không được phép học bất kỳ cái gì ngoài lời dạy đức thế tôn luật đức thế tôn cấm đức phật cấm ví dụ như học uh, tâm lý xã hội đức thế tôn cấm xin nhắc lại nha theo luật đức thế tôn cấm một vị tỳ kheo học bất kỳ cái gì ngoài lời dạy của đức thế tôn và cũng theo luật đức thế tôn cấm một vị tỳ kheo đọc bất kỳ cái gì ngoài lời dạy đức thế tôn tức là gì à, nó nó kỳ đọc báo cũng không được. Đọc uh, truyện cũng không được. Đọc sách ngoài Phật pháp cũng không được. Bởi vì với cái nhìn của bậc thánh ấy anh lo giải thoát đi. Nha, còn mấy cái thế học á tới khi mà anh chứng đắc đạo quả đó ha, khi anh chứng đắc đạo quả nếu như anh muốn anh có thần thông anh muốn nhớ cái gì mà anh không không được kiếp này anh chưa làm nông dân đúng không kiếp này anh chưa làm nông dân đúng không vô số kiếp trước anh đã làm nông dân rồi nha muốn nhớ lại thì thiếu gì thiếu gì nha uh, kiếp này anh chưa làm bác sĩ đúng không vô số kiếp anh đã làm bác sĩ rồi muốn nhớ lại không phải chuyện khó mà hơn nữa sư nói là nói theo kiểu thế tục của mình thôi còn đối với các bậc thánh ấy các ngài không cần các ngài không cần ừ. cho nên những cái chuyện mà mình đào tạo những cái tinh thông kim cổ không cần thiết nói theo một vị nói theo một vị a la hán Ờ để coi coi ngày bây giờ quên mất tên rồi Nghe nói như thế này Mấy thứ này đó Nói với một vị tỳ kheo khác Mấy thứ này đó Cái thế học đó, Ông đã học vô số kiếp rồi Ông đã rành rẽ vô số kiếp rồi Mà giờ này anh vẫn Ông vẫn chưa chịu bỏ Trong khi đó, đó Cái pháp xuất thế gian đó, Ông chưa có Tại sao ông không chịu bỏ đi cho nên mình thì mình không mình ham ba cái thứ mà các ngài bỏ đi còn mấy cái mà các ngài coi trọng á, thì mình thấy nó không có đáng thì nó uổng